Trời thương Phật độ, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, bước sang tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vượt qua đại hạn, tránh được tai ương, làm ăn trúng lớn, đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe, giàu sang phú quý không ai bằng. Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi Bính Ngọ đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, mệnh thiên hạ thủy, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng bước sang tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác sẽ trải qua một tháng hung khắc ẩn tàng, vận trình có nhiều biến động, nhưng nếu như quý cô bác cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Quý cô bác tuổi Bính Ngọ hữu duyên xem được video này nên biết nắm bắt để tận dụng thời cơ để giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, giàu sang, phú quý, hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể của quý cô bác trong tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn này như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Bính Ngọ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Tổng quan tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Người tuổi Bính Ngọ thích những sự thay đổi trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhiệm nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Người sinh năm Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý kính chào. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp một nhất tuổi Bính Ngọ cả thèm chóng chán luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Bởi vậy cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Bính Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc ở nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú khi công việc ấy khiến tuổi Bính Ngọ cảm thấy nhàm chán. Họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Bính Ngọ bỏ lớp đi những cơ hội vận may của chính mình. Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Bính Ngọ. Họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Tuổi Bính Ngọ không giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình bên ngoài, họ thể hiện như thế nào thì tâm trạng của họ sẽ đúng là như thế. Đó là biểu hiện của sự thật thà, thẳng thắn, nhưng trong một số trường hợp, tuổi Bính Ngọ lại khiến người khác tổn thương bởi sự thẳng thắn của mình. Họ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp. Tuổi Bính Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Họ có nhiều ưu điểm đáng để người khác học tập, nhưng tuổi Bính Ngọ cũng có nhiều nhược điểm thiếu sót cần khắc phục. Người này hay nóng nảy vội vàng, thiếu kiên nhẫn và hiếm khi chịu lắng nghe ai. Họ dường như chỉ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân mà không hòa đồng vào. Tập thể một công việc hôm nay có thể khiến tuổi Bính Ngọ vô cùng thích thú, hào hứng, nhưng ngày mai sẽ khiến cho họ nhàm chán buông xuôi. Tuổi Bính Ngọ cảm thấy khó khăn để từ chối lời mời, lời đề nghị của người khác dù họ không có hứng thú với việc đó. Đôi khi sự mập mờ ấy đã đẩy họ vào những khó khăn, rắc rối hết lần này tới lần khác. Nếu không muốn chuốc lấy phiền phức thì tuổi Bính Ngọ nên điều chỉnh hành vi của mình, học cách từ chối trong một số trường hợp. Thời còn trẻ tuổi, Bính Ngọ thích đi du lịch ở khắp mọi nơi để khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ ít dành thời gian cho gia đình mình bởi sự hấp dẫn, thú vị của cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm sóc cho cuộc sống của mình. Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng với những người bạn của mình. Khi trưởng thành, tuổi Bính Ngọ có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, thử thách, ý chí của tuổi Bính Ngọ vẫn không bị mai một. Ngược lại, họ càng quyết tâm cố gắng phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn.
Tuổi Bính Ngọ thích những nơi đông người và luôn có mặt trong những buổi sự kiện quan trọng. Họ rất tự tin và cởi mở. Đó là lý do tại sao tuổi Bính Ngọ có nhiều mối quan hệ rộng rãi trước đám đông. Họ thu hút được sự chú ý của mọi người bởi tài năng giao tiếp khéo léo của mình. Tuổi Bính Ngọ biết cân bằng thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý. Họ không bao giờ làm việc quá sức để ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Những người này đa số có vẻ bề ngoài rất lịch lãm, hào hoa và thu hút người khác. Họ biết phát huy những điểm mạnh của mình để tạo ấn tượng cho đối phương. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tuổi Bính Ngọ năng động, nhiệt tình trong công việc nhưng bản tính đứng núi này trông núi nọ khiến người này dễ có những sự thay đổi về công việc. Đứng trước khó khăn, thử thách, họ rất ung dung, tự tin, không hề sợ hãi. Tuy nhiên, người này là hành động thiếu kiên nhẫn và cẩn thận. Bởi vậy, dù có phát hiện ra mấu chốt của vấn đề nhưng tuổi Bính Ngọ lại đánh mất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Họ thẳng thắn trong việc phán xét chê bai, lỗi lầm của người khác, nhưng họ không nhận ra chính bản thân mình cũng đang mắc sai lầm. Họ luôn yêu cầu người khác phải tuân thủ mệnh lệnh của mình, nhưng lại không cho phép bản thân mình nghe theo bất kỳ ai. Đó là một trong những nhược điểm lớn nhất của tuổi Bính Ngọ. Tuổi Bính Ngọ là những người có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp kết bạn với nhiều người và luôn muốn nổi bật trước đám đông. Họ giỏi trong việc thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm của mình. Họ ghét những người đa mưu nhiều kế, thậm chí tìm cách tránh xa những con người đó khi gặp phải những khó khăn trong công việc. Tuổi Bính Ngọ dễ chán nản và tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Không phải vì họ không có khả năng giải quyết khó khăn mà là đã có những thứ mới mẻ, thú vị hơn, hấp dẫn họ. Tuổi Bính Ngọ dành cả đời để theo đuổi cuộc sống tự do thoải mái. Bởi vậy, chinh phục được trái tim của họ không phải là điều dễ dàng. Bạn cần phải tạo ra những điều mới mẻ, độc đáo thì mới có thể thu hút được sự chú ý của tuổi Bính Ngọ. Tuy nhiên, tuổi Bính Ngọ thường có cá tính cả thèm chóng chán. Có thể hôm nay, những điều mới lạ ấy khiến họ hứng thú, nhưng ngày mai điều đó sẽ không còn khiến họ tò mò sự thay đổi nhanh như chớp mắt ấy. Khiến tuổi Bính Ngọ hiếm khi được mọi người tin tưởng khi làm việc, tuổi Bính Ngọ nhiệt tình và lao động hết năng suất của mình. Bởi vậy, họ có thể đảm nhận khối lượng công việc gấp nhiều lần người khác và tất nhiên tuổi Bính Ngọ cũng mất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Người này sẽ không thể chịu đựng được nếu như phải làm một công việc cố định nhàm chán hay đứng yên ở một vị trí nào đó trong thời gian lâu. Họ thích những công việc năng động, tự do, thoải mái được đi lại và đặc biệt là có thể phát huy được khả năng giao tiếp của họ. Nếu như trở thành chủ kinh doanh, tuổi Bính Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. Tư duy logic và con mắt nhìn xa trông rộng giúp họ có những đánh giá chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó phát triển những mặt hàng đem lại lợi ích cho mình và mọi người xung quanh. Với lòng tốt bụng và sự nhiệt tình của mình, tuổi Bính Ngọ sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Họ giỏi trong việc sắp xếp kế hoạch và tháo gỡ rắc rối cho người khác. Bởi vậy, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi nhận được những lời khuyên từ tuổi Bính Ngọ. Những người này giỏi kiếm tiền và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi khi khó khăn, họ lại có quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Bởi vậy, những người này không bao giờ gặp phải thiếu thốn. Họ khéo léo tạo dựng cho mình mối quan hệ làm ăn bạn bè trong mọi lĩnh vực. Điều đó giúp cho tuổi Bính Ngọ học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới cho bản thân mình. Đừng vòng vo hay cố nói dối tuổi Bính Ngọ, họ sẽ nhanh chóng phát hiện và vạch trần sự thật nếu muốn thu hút sự chú ý của người này. Bạn chỉ cần kể những câu chuyện hấp dẫn một cách ngắn gọn, biểu cảm để kích thích sự tò mò của họ, dù gặp muôn vàn những khó khăn trước mắt. Nhưng tuổi Bính Ngọ vẫn luôn vui vẻ, thoải mái, lạc quan và yêu đời, họ tự hưởng thụ cuộc sống của chính mình như thể hôm nay không làm ngày mai cơ hội vẫn còn đó, không việc gì phải vội vàng. Họ không thích hợp với sự lâu dài, làm gì cũng chỉ hứng thú trong thời gian ngắn. Đó là lý do tại sao lúc bắt đầu công việc tuổi Bính Ngọ nhiệt tình và đạt được hiệu quả cao. Nhưng càng về sau, tiến độ công việc càng chậm chạp, ì ạch tới mức khiến người khác khó chịu. Ít ai có thể hiểu được những suy nghĩ phức tạp của tuổi Bính Ngọ bởi bản tính dễ thay đổi mà tuổi Bính Ngọ không có bất kỳ thói quen nào lâu dài. Đặc biệt là trong ăn uống, họ ăn ngủ, nghỉ đều không có khoa học và giờ giấc chính xác. Điều đó khiến tuổi Bính Ngọ mắc phải nhiều căn bệnh về đường tiêu hóa. Phụ nữ tuổi Bính Ngọ năng động, tài giỏi và rất đảm đang. Họ có thể vừa làm tốt vai trò của một người phụ nữ nội trợ, vừa tham gia xây dựng kinh tế gia đình là cánh tay phải đắc lực cho công việc của chồng. Còn đàn ông tuổi Bính Ngọ khi kết hôn hết mực chăm lo cho vợ con, xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng thủy chung yêu thương nhau. Đánh giá tổng quan vận trình tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966.
đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng, thiên sinh địa khắc, kim khí tàn tài khí. Trong tháng, công việc đối diện nhiều thách thức vì cái tôi của bạn và đồng nghiệp quá lớn nên xảy ra mâu thuẫn, xung đột không bên nào chịu nhượng bộ. Thành ra khi làm việc họp hành không khác gì một trận khẩu chiến. Mặc dù có chính tài hỗ trợ nhưng nhìn chung tài lộc của Bính Ngọ vẫn chưa thể ổn định được, chi nhiều hơn thu. Để phòng mất cắp tiền của các chi phí phát sinh hiếu hỷ, ma chay, nhiều dự định lớn như mua nhà, xe cộ cho con cái đi du học có triển khai vào giai đoạn này. Xem tử vi tháng 7 năm 2023 âm lịch, phương diện tình cảm của tuổi Bính Ngọ có nhiều biến động ra đảo bất ổn, trong nhà có chuyện không vui, cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ứng phó. Dịch mã động tinh xuất hiện mang theo điềm báo công việc áp lực. Điều đó ảnh hưởng nhiều tới tâm tư tình cảm của bạn, bạn nóng giận vô cớ hay than phiền khiến đối phương không hài lòng. Chi tiết, cụ thể các phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 7 năm 2023, vận trình công việc của con giáp tuổi Bính Ngọ không được tốt khi nhiều kế hoạch không đi đúng hướng, ảnh hưởng của sao dịch mã, cho nên bản mệnh thường xuyên trong tình trạng áp lực. Nhiều việc đổ dồn khiến bạn khó khăn trong việc cân đối việc nào nên ưu tiên làm trước hơn nữa, đó là những nhiệm vụ không hề dễ dàng gì. Bản mệnh có xu hướng nổi nóng hay hoang mang trong thời gian này. Xung đột dễ xảy ra trong thời gian này khi bạn không kiểm soát được sự nóng giận của mình, trong khi đó, đối phương cũng không chịu nhún nhường khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Theo phong thủy, phi tinh được bài bay về phương Tây Bắc. Chủ về việc đi lại có thể thay đổi công việc hoặc có việc phải đi xa, nếu thất vật thì đi lại dễ gặp trắc trở, khó khăn bị kiện tụng, vướng vào vòng lao lý đầy. Cũng là thời gian mà bạn nên tôn trọng và tuân thủ theo luật, để nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra, bạn có thể bảo vệ được bản thân và sự trong sạch của mình. Về phương diện tài lộc, bước sang tháng 7 âm lịch, tình hình tài chính của tuổi Bính Ngọ có phần cải thiện nhưng muốn mọi thứ thực sự vượt trội hơn thì rất cần sự nỗ lực nhiều hơn nữa. Từ con giáp tuổi Bính Ngọ, bạn có xu hướng tiêu pha khá nhiều vì tâm trạng không tốt. Bạn muốn mua sắm để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. Những quyết định tài chính sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống của bạn trong tương lai, vì thế hãy cố gắng cẩn thận hơn trong việc ra quyết định những việc lớn như cho con đi du học, mua xe mới, mua nhà, mua đất nền để thời gian khác phù hợp hơn khi đi đâu. Bản mệnh không nên mang quá nhiều tiền bạc bên mình. Hơn nữa nhớ để ý tới đồ đạc, không nên mang túi to, túi nhỏ quá nhiều, tránh trường hợp để quên. Vì vậy, những việc có dự định làm nên chờ đợi. Thời cơ thích hợp để công việc được suôn sẻ, thuận lợi. Xem tử vi tháng cô hồn nên hạn chế đi lại, mua sắm, không nên mua quần áo mới vào lúc này. Về phương diện tình cảm, bước sang tháng 7 âm lịch về tình duyên, mối quan hệ với những người xung quanh của con giáp tuổi Bính Ngọ trong tháng cô hồn này không được tốt. Thường là lý do xuất phát từ bạn vì những chuyện liên quan đến công việc không suôn sẻ mà bạn dễ cáu giận mọi người hơn. Bạn nên tìm người khác để than phiền về vấn đề của mình. Tránh nói nhiều với chồng, vợ kéo tâm trạng họ đi xuống và thậm chí bạn càng không thể nào tìm ra cách để giải quyết tình huống mình đang gặp phải. Không những thế, già đảo của bản mệnh lúc này có nhiều xáo động không mong muốn, có sự chia ly hoặc có người chuyển đi xa do mâu thuẫn. Do vậy, bản thân con giáp này nên bao dung, chia sẻ để những thành viên trong gia đình tránh xích mích, mâu thuẫn không đáng có. Về mặt sức khỏe, trong tháng 7, sức khỏe của tuổi Bính Ngọ khá ổn định. Tuy nhiên, việc gần đây bạn hay căng thẳng, cáu gắt khiến trong lòng luôn cảm thấy bất an, không được tràn đầy sức sống như những tháng trước. Dù mệt mỏi, căng thẳng cũng không được bỏ bữa đâu đấy nhé. Nếu không sẽ kéo theo căn bệnh đau dạ dày của bạn tái phát bất cứ lúc nào đấy. Ngoài ra, nên dành chút thời gian tập luyện mỗi ngày để cơ thể bạn được hoạt động, tránh ngồi một chỗ ở văn phòng quá lâu. Sinh già bệnh tật. Trong các bữa ăn nên ưu tiên đồ ăn có lợi cho sức khỏe. Nếu ăn vặt cũng nên tránh bánh ngọt nước có ga. Thay vào đó, bạn có thể ăn các loại hạt có giá trị dinh dưỡng cao như hạt hạnh nhân, hạt óc chó, hạt điều. Nên dành một phần thời gian của ngày này cho việc dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa theo phong thủy thì đây là cách hiệu quả để dọn dẹp những vướng bận trong tâm trí của bạn mà bạn không hề biết.
Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Trong tuần này, con giáp tuổi Bính Ngọ sẽ tìm thấy bình yên, may mắn trong những ngày đầu tuần. Thời gian này không kéo dài lâu, vì vậy nếu có sự định học thêm kiến thức nào mới hoặc đầu bốn tài chính, bạn nên bắt đầu ngay để đảm bảo cho an toàn của bản thân trong khoảng thời gian sau này. Có thể vì thời điểm đầu tuần, mọi việc có phần suôn sẻ nên con giáp tuổi Bính Ngọ. Các phần chủ quan hồng tập trung cao độ nền rét để xảy ra sai sót trong ngày cuối tuần khi có thương quan bất ngờ xuất hiện khiến bạn không kịp trở tay. Tuần mới, người tuổi Bính Ngọ sẽ đứng trước rất nhiều những sự lựa chọn khác nhau và bản thân vô cùng bối rối. Không biết lựa chọn nào là thích hợp, hãy thử lắng nghe những cảm xúc của mình, không nên bị ảnh hưởng từ những người xung quanh hay bị tác động quá nhiều bởi họ nhé. Được là phù nâng đời nên dù có hoàn cảnh khó khăn nào thì bản mệnh cũng đừng quên nghe. Theo lời khuyên của một số người, nhất là trong công việc, lĩnh vực bạn chưa thực sự giỏi, không hiểu biết nhiều. Quý nhân, Mão, Tỵ, tiểu nhân, Dần, Thân. Màu sắc may mắn, đỏ, xanh lá. Con số phát tài, 99, 05, 17. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tuần này cho thấy bạn sẽ gánh một số áp lực hoàn thành những công việc mà bạn đã đề ra từ trước đó nhưng chưa kết thúc được. Có thể những áp lực này sẽ khiến cho bạn mệt mỏi và tức giận. Tuy nhiên, nếu nhẫn nại và nỗ lực, bạn sẽ thấy thành quả xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Nhưng nhân khi đang có sao tử vi nâng đỡ trong tháng này, thì bạn đừng vì ngần ngại điều gì đó mà bỏ cuộc. Hãy thực hiện mọi việc đến cùng, khó khăn chỉ là tạm thời thôi. Rồi bạn sẽ làm được. Những ngày đầu tuần của bản mệnh thường xuyên gặp chuyện không như ý, nhưng ngày cuối tuần nhờ có thiên tài mà bản mệnh vui vẻ, lạc quan hơn khi có tiền trong tay, bạn đã cảm thấy cuộc sống thoải mái hơn, tự tin cũng đã trở về với bạn. Các mối quan hệ nói chung đều diễn biến tích cực, nhưng vấn đề tình cảm của người tuổi Bính Ngọ có chút rắc rối. Một phần là do sự khép mình bất chợt của bạn có thể sẽ khiến một số người thân lo lắng. Quý nhân, Thìn, Mão, tiểu nhân, Thân, Dậu. Màu sắc may mắn, xám, đỏ. Con số phát tài, 22, 45, 70. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần này những điều nhỏ nhặt đời thường có thể khiến người tuổi Bính Ngọ bị mất tập trung vào những công việc quan trọng được giao phó ngày hôm nay. Hãy cố gắng để có thể gạt bỏ những cảm xúc này và dồn tâm huyết cho nhiệm vụ mà mình được giao. Nếu bạn muốn có một ngày hiệu quả, thân nguyệt mã hỗ trợ cho người tuổi Bính Ngọ rất tốt để thích nghi trong mọi hoàn cảnh, tình huống có thể xảy ra. Có những khi bạn bị dồn tới chân tường nhưng bạn đủ tinh ý để nghĩ ra cách giải cứu cho chính bản thân mình mà không cần phải ai đó giúp đỡ. Thiên tài mang lại niềm vui tiền bạc cho bản mệnh vào giữa tuần nhưng sau đó vẫn có những khó khăn tiềm tàng mà bạn không đủ khả năng nhận diện ra. Nếu có thể, bản mệnh nên tránh những việc không phải của mình, tránh tự gây họa chỉ vì thích tham gia vào việc của người khác. Tuần này, con giáp tuổi Bính Ngọ trở nên nhạy cảm với các cuộc cãi vã. Lời khuyên dành cho bạn là trước khi hành động, hãy lắng nghe quan điểm từ nhiều phía khác nhau, đừng vội sợ hãi, bạn sẽ mắc lỗi và kiềm chế bản thân quá mức. Quý nhân, Mùi, Thìn, tiểu nhân, Tuất, Mão. Màu sắc may mắn, vàng, cam. Con số phát tài, 99, 03, 58. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Những ngày đầu tuần vẫn sẽ có những rắc rối ghé thăm người tuổi Bính Ngọ khiến bạn cảm thấy lạc lối và phải đến giữa tuần cho đến cuối tuần, bạn mới cảm thấy được sự thong thả. Thư thái có rất nhiều hỗ trợ cho công việc của bạn trở nên thuận lợi hơn vào thời điểm cuối tuần. Mối quan hệ xung quanh của người tuổi Bính Ngọ lúc này được cải thiện rõ rệt. Có thể nói, đây là giai đoạn của tình thân, sự kết giao và sẻ chia, bạn sẽ nhiều lần trở thành người đứng giữa, thiết lập hòa bình giữa các thành viên trong gia đình. Ngũ quỷ hung tinh ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh, tình hình chưa được thay đổi là vì bạn chưa luyện tập đầy đủ, đều đặn. Ngoài ra có thể chế độ ăn uống của bạn cũng không thực sự tốt như bạn vẫn nghĩ. Hãy tìm hiểu những nguồn tin đáng tin cậy hơn nhé. Quý nhân, Mùi, Dậu, tiểu nhân, Tuất, Hợi. Màu sắc may mắn, xanh nước biển, trắng. Con số phát tài, 76, 82, 11.
Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Bính Ngọ. Sinh năm 1966, tài lộc tăng vọt, vận may liên tiếp ập đến trong tháng 7 âm lịch này. Hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé! Vận mệnh người tuổi Bính Ngọ, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu, tiết trời không nóng, không lạnh, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng này thông minh hơn người. Thì khả năng lĩnh ngộ tốt, học một biết mười cuộc đời. Người này khá suôn sẻ, không phải trải qua kiếp nạn gì lớn. Họ luôn khao khát hướng đến thành công, khí chất cao nhã, có sức hút mãnh liệt, lại thêm tinh thần ý chí dồi dào. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 7 âm nhờ thế mà dễ dàng dùng tài năng của mình để hưng gia vượng nghiệp, tạo dựng được nhiều thành công trong cuộc sống. Thêm quý nhân trợ lực, bản mệnh phát huy hết mức tài năng của bản thân để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, trong hành trình vẫn cần phải đề phòng tiểu nhân đeo bám, họa khẩu thiệt thị phi, tranh đoạt lợi danh rất rõ, dễ vướng phải họa quan tụng. Vận mệnh người tuổi Bính Ngọ, sinh tháng 8 âm lịch. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 8 âm lịch chính là tiết Bạch Lộ trong năm, có trí tuệ hơn người, văn võ song toàn, hiếm ai bì kịp. Họ thông minh lanh lợi, phẩm chất cao đẹp, có chí khí trọng nghĩa trọng tình, nhờ quý nhân ở bên chỉ đường dẫn lối, cộng thêm bản mạnh, nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ nên giành được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc. Cuộc đời không phải trải qua sóng to, gió cả, là người có phúc phận phúc thọ, song toàn tài đức đủ đầy, được nhiều người yêu mến và kính trọng, cũng được cấp trên tin cậy đào tạo làm tầng lớp kế cận. Vận mệnh người tuổi Bính Ngọ, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trong năm là tiết Hàn Lộ, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 9 âm, cả trí thông minh và năng lực bản thân đều đạt mức xuất sắc, hiếm có là bậc kỳ tài trời sinh. Nếu biết hướng đến mục tiêu cao đẹp thì hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh. Cuộc đời của họ khá bình thường, bản thân chú ngựa này cũng không có ý chí lý tưởng gì cao đẹp, chỉ muốn bình an trải qua một ngày, không mong chờ cầu tiến. Họ có tài nhưng không muốn nỗ lực, cố gắng nhiều, không có mục tiêu phấn đấu, người này cả đời không quyền không thế, chỉ muốn tìm cây cao bóng cả để tựa nhờ. Dù có công việc ổn định nhưng tài lộc không nhiều, dễ gặp khó khăn là dễ dàng thoái chí. Tuy nhiên, họ biết xác định phương hướng, phấn đấu cho mình, nỗ lực không ngừng phát huy hết tài năng của bản thân thì tiền đồ vô lượng, thành công nhiều không kể xiết. Vận mệnh người tuổi Bính Ngọ, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết Lập Đông, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng này đều mang mệnh anh hùng hào kiệt thời trai trẻ. Họ phải trải qua khá nhiều gian nan, vất vả nhưng đều có thể vượt qua cuộc đời. Người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 10 âm đang xen giữa may mắn và xui xẻo, hạnh phúc và khó khăn, không được người thân che chở cũng chẳng có quý nhân nâng đỡ, mọi chuyện đều phải dựa vào chính sức mình, may nhờ ý chí kiên cường, nghị lực sắt đá, lại tài năng hơn người nên con giáp này không phải nếm trải quá nhiều thất bại. Họ là hình mẫu điển hình của người tay trắng, làm nên cơ nghiệp chung bẩn, may mắn gặp quý nhân hậu vận hưởng phúc thái bình. Từ trung vận trở đi, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 10 âm lịch, vận trình tăng tiến, phú quý phát đạt, thành công rực rỡ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.